tập qua lấy cái rau đi nha. Mua tới mình hai túi đồ ở đây. Giao cả nhà. Làm một thịt gạo chơi nha cả nhà. Nóng quá nhỉ. Nhà giao với mình nha. Giao này hai ba lô giao này nha. Rồi cái tài với giao la. Chúng mời tới hồi nha. Chào mừng cái nha. Gắn cái tai phone cho nhà. Gắn cái phone cho nó có tiếng lớn.
dễ mình bị dễ nó không lạnh. Quá ngon. Ở cài nó lạnh. Mình dẫn cái tay phone vô ăn tên hút thay tiếng vô kìa nó lớn nha. Quá tài của gạo luôn. Cái tay mình thấy mình phải bóc như thế nha, chứ cái tông mình bóc không được, mình không bóc mà mình không được. Bóc vừa là nó về được nha. Ăn không đủ ai giờ ăn không hết cả nhà. Mày củ gạo thấy nó lạnh. Bận còn giờ ăn hết luôn nha, rồi họ cơm à, ở cài quá cả nhà. Tôi thấy video mình hay, cả nhà cho mình một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha cả nhà, để mình có động lực mà ra những video mới cả nhà. Bye bye cả nhà.